Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 260.000 đô tập cần tiết bắt dành cho 32.000 member các bạn, dành cho 32 dí thì các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Airdrop này nó sẽ end vào ngày không có vào ngày 28 nè các bạn. Thì B không biết. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video của mình, các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Chừng nào nó về thì nó về các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn lướt xuống, các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn cho Twitter game viết hashtag và tăng 3 người bạn nha các bạn. Hashtag này nè các bạn. Rồi, các bạn Twitter lên các bạn. Các bạn copy hashtag này dễ thêm vài người bạn nè. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh group, kênh seller nè. Bạn join sao nè. Rồi các bạn bắt đáp lệnh các bạn. Nó góp cha. Tiếp tục con join tiếp cái seller nữa nè. Phan để mình coi lại hiện tại đã có bao nhiêu lượt member ta. Hiện tại có 29k, còn 3.000k nữa nha các bạn. Các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum và vô tay 3 cái nè. Trên minimum thì các bạn follow nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn vô tay nè, 3 cái 1 2 3 4 5. Các bạn vô tay nhiều càng nhiều tốt các bạn. Sau khi vô tay xong thì các bạn nhấp vào một ánh đèn đen chỗ này nè các bạn. Các bạn nhấp vào ánh avatar của mình nha các bạn. Các bạn copy username mình chỗ này nè. A cộng anh Nhân Quỳnh 1991. Rồi các bạn trở lên form nha các bạn. Các bạn xuống đây cứ tìm, các bạn dán vào đây đi. Các bạn bỏ này bạn, mình lấy username thôi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền dòng đầu tiên, các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain như chút collect của các bạn nè. Tiếp tục bạn điền là username Telegram của các bạn là sao hay gấp nha các bạn. 1 2 3 4 5. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên cái link delete này nè. Thì bạn mở Twitter của tất cả các bạn lại nè. Các bạn nhấp vào bao bên cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài viết của nó nè. Bạn sẽ dán liên kết nha các bạn, các bạn mất tích luôn nè. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi bạn kiểm tra lại một lần nữa có chính xác không. Nếu chính xác thông tin hết thì các bạn bấm. Nó kêu reset website, xem có website thì các bạn bỏ các bạn. Rồi các bạn bấm gửi là xong nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 260.000 đô tập cần tip bắt đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào biệt bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.